Thưa quý vị, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn tỉnh Long An đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Hầu hết tất cả các hoạt động thể thao ngoài trời hay trong nhà cũng đều tạm ngưng. Và sau hơn 2 tuần dỡ bỏ giãn cách xã hội, dần trở lại với trạng thái bình thường mới, gần như các hoạt động trong nhiều lĩnh vực đã được khôi phục và việc vận động, tham gia tập luyện thể thao là không thể thiếu với người dân. Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao luôn cần thiết với mọi người và càng đặc biệt hơn trong lúc dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi trong những ngày qua tại thành phố Tân An, mọi hoạt động đều trở lại bình thường thì các hoạt động thể thao phong trào trên địa bàn thành phố Tân An cũng thu hút người dân tham gia trở lại. Đến với một vài sân bóng đá quen thuộc của người dân thành phố Tân An, địa điểm thường thu hút mọi đối tượng nhất nhưng không phải là hình ảnh nhộn nhịp thường thấy. Tuy vậy, việc được đến sân chơi bóng cùng bạn bè là niềm vui trong những ngày hết giãn cách. Sau khi 4 tháng nghỉ dịch, tụi em được trở lại sân bóng, cảm thấy rất là vui. Và tụi em cũng đã được tiêm ngừa 2 mũi vaccine rồi nên là cũng không lo lắng cho lắm. Với việc đá bóng như vậy sẽ giúp tụi em tăng sức đề kháng và có thêm miễn dịch để khỏe mạnh hơn. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Khanh, em là sinh viên năm nhất trường Tôn Thắng. Thì vừa qua thì do chỉ thị 16, do Long An mình đang giãn cách thì các hoạt động thể thao thì nó không có được diễn ra. Nhưng mà ở nhà thì em vẫn rèn luyện thể thao mình nhẹ nhàng. Khi mà trở lại sân bóng thì... Có thể thấy cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng tất cả mọi người đều còn cảnh giác và e sợ với dịch bệnh. Thống kê cho thấy tại thành phố Tân An gần như đạt 100% tuổi từ 18 trở lên đều tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng hầu hết vẫn biết được rằng dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Dù mọi hoạt động đều trở về trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn không được chủ quan. Ví như bạn Trương Huy, dù đến phòng tập gym nhưng bạn vẫn trang bị những vật dụng cần thiết để có thể tự bảo vệ mình khi đến phòng tập. Xịt khuẩn dụng cụ trước khi tập và đeo khẩu trang. Dù việc mang khẩu trang sẽ gây bất tiện đến việc tham gia tập, nhưng đối với bạn là cần thiết khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Với việc tập ở phòng gym này cũng lâu rồi, nhưng mà do dịch bệnh thì cũng 4 tháng em cũng tập ở nhà và có khi ở nhà không, nhưng mà cũng không có đầy đủ bằng như ở phòng này. Nhưng mà bây giờ thì trở lại thì cũng vui, nhưng mà cũng phải đeo khẩu trang và sát khuẩn để an toàn. Với phòng cũng kỹ là tại vì sẽ cho mình giấy, có khi là phải kiểm tra sổ sức khỏe 2 mũi thì chị mới chịu cho vô tập. Ngoài các địa điểm tập luyện thể thao quen thuộc như các công viên, sân bóng đá, câu lạc bộ cầu lông, phòng gym hay yoga, thì theo ghi nhận của chúng tôi cũng đã giảm đáng kể. Người dân tham gia tập luyện thể thao giảm hẳn 50% so với thời điểm trước dịch. Mở cửa kinh doanh trở lại thì đối với chủ phòng gym như mình thì mình có yêu cầu khách là những ai đã chích ngừa 2 mũi rồi thì sẽ được đi tập, và họ đều đến đây và đưa cho mình xem cái giấy họ đã chích ngừa rồi. Thì hiện tại cái lượng khách mà đi tập bây giờ thì chỉ là 1/4 hoặc là 1/5 so với cái lượng khách ban đầu của mình thôi. Tại vì có một số em học sinh thì chưa có được chích ngừa, mà khách của mình thì các em học sinh đó chiếm cũng rất là đông. Và thứ hai nữa là những cái cô chú lớn tuổi tuy là đã chích ngừa rồi nhưng mà cô chú cũng rất là ngại đi tập trong cái lúc này, tại vì dịch bệnh còn đó. Thì hiện tại thì chỉ có những bạn trẻ mà đam mê bộ môn thể hình này thì các bạn ấy đi tập lại. Tuy nhiên thì cái lượng khách mà mỗi một giờ tập thì khách rất là vắng, chỉ tầm 10 người đổ lại ha. Thậm chí buổi sáng thì chỉ có 2-3 người thôi đó. Thì nói chung là hiện tại thì mình cũng kinh doanh cũng gặp khó khăn lắm, nhưng mà mình nghĩ đây là tình hình chung, với lại là mình cũng không có buồn vì là cái lúc này mà đông thật sự mới là nguy hiểm. Còn nếu mà vắng như vậy thì thôi, thì đây là mình mở cửa để mình duy trì hoạt động kinh doanh của mình thôi. Khi mà hết giãn cách xã hội nhưng mà tâm lý của người dân tỉnh mình cũng như là
Hằng thấy là kể cả các tỉnh khác cũng vậy, là họ vẫn còn sợ cái vấn đề gọi là tiếp xúc phận cộng đồng. Đó thì mình vẫn mở cửa phòng nhưng mà mình giới hạn cái số lượng. Hồi trước thì mình là 20-25, thì bây giờ mình chỉ là tối đa nhận 10 bạn thôi, và khoảng cách là mỗi bạn là 2 mét, để đảm bảo cái việc phòng chống dịch với lại an tâm cho các bạn tập luyện ở trong cái thời gian này. Dù đã trở lại với trạng thái bình thường mới, nhưng chúng ta vẫn không được chủ quan lơ là. Hiện tại, mỗi người dân đều ý thức việc sống chung với dịch và chủ động tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và gia đình. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để chúng ta có thể an tâm trở lại với cuộc sống bình thường mới.